những công việc vào cuối hàng tháng thì ngoài việc lên bảng thanh toán tiền lương thì các bạn kế toán cần phải nhớ thực hiện phân bổ công cụ dụng cụ và trích khấu hao tài sản cố định với mục đích là để đưa các giá trị của công cụ dụng cụ vào chi phí của từng bộ phận. Trong đó bao gồm những công cụ dụng cụ của đầu kỳ vẫn còn giá trị và những công cụ phát sinh trong tháng 1 để chúng ta thực hiện phân bổ vào chi phí của từng tháng. Trước khi thực hiện phân bổ công cụ dụng cụ thì các bạn phải nhớ kiểm tra lại các bước bao gồm vào phân hệ mua hàng, chọn tab mua hàng hóa dịch vụ, kiểm tra lại toàn bộ những hóa đơn phát sinh trong tháng 1 và đối chiếu với những hóa đơn trên trang thuế điện tử để tránh trường hợp các bạn hạch toán sót hóa đơn liên quan đến công cụ dụng cụ và tài sản cố định. Sau đó chúng ta sẽ vào phân hệ công cụ dụng cụ. Trong phân hệ ghi tăng, các bạn sẽ kiểm tra lại toàn bộ những công cụ dụng cụ bao gồm số kỳ phân bổ, đơn vị sử dụng, tỷ lệ phân bổ và tài khoản chi phí cũng như khoản mục chi phí đối với tài khoản 154, xem các bạn đã thực hiện hạch toán đúng hay chưa. Rồi chúng ta sẽ vào phân hệ báo cáo, chọn báo cáo đối chiếu. Đối với sổ theo dõi công cụ dụng cụ và chi phí trả trước, kỳ báo cáo ở đây các bạn sẽ chọn là tháng 1 và nhấn đồng ý. Báo cáo đối chiếu này chúng ta chỉ thực hiện kiểm tra nếu trong tháng đó có phát sinh liên quan đến công cụ dụng cụ. Được chia bao gồm hai cột, sổ cái thể hiện là những chứng từ mà các bạn đã hạch toán trong phân hệ mua hàng. Còn sổ theo dõi công cụ chính là phân hệ mà các bạn đã thực hiện ghi tăng công cụ dụng cụ. Nếu trên báo cáo đối chiếu này thể hiện trống phản ánh trong tháng 1 các bạn đã thực hiện đúng hai bước mua và ghi tăng công cụ. Còn nếu trên báo cáo chỉ thể hiện số liệu trên sổ cái phản ánh các bạn đã thực hiện mua nhưng chưa thực hiện ghi tăng thì ở trường hợp này các bạn phải vào phân hệ ghi tăng để ghi tăng nốt công cụ dụng cụ còn thiếu. Trường hợp thứ hai là chỉ thể hiện số liệu trên sổ theo dõi công cụ, không thể hiện trên sổ cái phản ánh các bạn đã thực hiện mua và ghi tăng nhưng quay lại phần hóa đơn mua vào để sửa lại, dẫn đến hóa đơn đó không còn thuộc công cụ dụng cụ hoặc nhấn xóa hóa đơn dẫn đến chứng từ chỉ còn có trong phân hệ ghi tăng thì các bạn sẽ xóa phân hệ ghi tăng này để kiểm tra lại toàn bộ trong phân hệ mua hàng. Và nếu đúng là công cụ dụng cụ thì các bạn sẽ thực hiện ghi tăng lại. Còn trường hợp thứ ba là thể hiện cả trên sổ theo dõi và sổ cái là do sự chênh lệch giữa hai dữ liệu. Khi các bạn đã thực hiện hạch toán mua nhưng trên dữ liệu ghi tăng các bạn lại chọn số liệu khác, hoặc trong trường hợp các bạn đã thực hiện ghi tăng nhưng quay lại phân hệ mua hàng để sửa lại, dẫn đến sổ cái và sổ theo dõi không khớp nhau, thì chúng ta sẽ xóa bỏ phân hệ ghi tăng và thực hiện ghi tăng lại cho đến khi nào trên báo cáo đối chiếu thể hiện trống thì chúng ta mới thực hiện bước tiếp theo vào phân hệ công cụ dụng cụ để thực hiện phân bổ chi phí. Và các bạn sẽ nhấn thêm ở đây chúng ta sẽ phân bổ bắt đầu từ tháng 1 cho đến hết tháng 12. Còn nếu các đơn vị mới thành lập có phát sinh công cụ của tháng nào thì chúng ta mới bắt đầu phân bổ của tháng đó. Phần mềm sẽ tự động cập nhật ngày hạch toán, ngày chứng từ và đây là toàn bộ các công cụ dụng cụ với tổng chi phí công cụ đưa vào tháng 1 là 10.467.223 đồng sẽ phải bằng tổng số tiền thể hiện trên phần cột phân bổ trong kỳ. Ở phần 2 nhỏ phân bổ, phần mềm sẽ phản ánh chi tiết cho từng công cụ dụng cụ tương ứng với đối tượng phân bổ, tỷ lệ phân bổ, số tiền phân bổ của một tháng, tài khoản chi phí và khoản mục chi phí đi kèm với tài khoản 154, thì các bạn sẽ kiểm tra lại xem những tài khoản này đã đúng với đơn vị sử dụng hay chưa. Ngoài ra trong trường hợp nếu các tháng trước các công cụ chỉ sử dụng cho một bộ phận nhưng ở tháng sau lại sử dụng cho cả hai bộ phận, và trong trường hợp đó thì các bạn sẽ chọn đến công cụ mà sử dụng cho cả hai bộ phận như bàn ghế làm việc. Các bạn chỉ cần nhấn thêm dòng bổ sung và ở phần đối tượng phân bổ các bạn sẽ chọn đến bộ phận tương ứng, ví dụ như là bộ phận bán hàng. Thì các bạn phải chia tỷ lệ phân bổ xem công cụ này sử dụng cho bộ phận nào nhiều thì chúng ta sẽ phân bổ cho bộ phận đó. Ở đây ví dụ trong trường hợp là phân bổ 50-50 thì số tiền phân bổ của một tháng sẽ được chia đều cho cả hai bộ phận. Và các bạn sẽ kiểm tra lại tài khoản chi phí
Nếu bộ phận bán hàng thì các bạn phải đưa về tài khoản 6421. Còn nếu sử dụng cho bộ phận sản xuất thì các bạn phải đưa vào tài khoản 154 và kèm theo khoản mục chi phí là sản xuất chung, dụng cụ sản xuất. Còn ở các tháng tiếp theo chỉ sử dụng cho một bộ phận thì các bạn chỉ cần nhấn phải chuột xóa dòng và đưa lại tỷ lệ phân bổ 100%. Thì đó là cách mà đối với các công cụ tài sản sử dụng cho hai hoặc nhiều bộ phận khác nhau. Phần mềm sẽ căn cứ vào tổng số tiền, tài khoản chi phí để phản ánh đưa vào chi phí của bộ phận văn phòng và chi phí mảng sản xuất, nợ cho tài khoản 6422, nợ cho tài khoản 154 và có cho tài khoản 242, số tiền phân bổ đưa vào chi phí của từng bộ phận. Kiểm tra lại toàn bộ nội dung và chúng ta sẽ nhấn cất. Để kiểm tra lại chứng từ thì chúng ta sẽ vào phần tab phân bổ chi phí, chọn lại số kỳ và nhấn lấy dữ liệu. Trong trường hợp nếu các bạn đã thực hiện phân bổ đưa vào chi phí của tháng 1 nhưng phát hiện dữ liệu của đầu kỳ hoặc tháng 1 thực hiện hạch toán sai, hoặc các bạn muốn sửa lại số kỳ phân bổ thì để sửa lại được thì chắc chắn là phần mềm sẽ không cho các bạn thực hiện sửa hoặc xóa. Thì chúng ta phải nhớ vào phần phân bổ chi phí, nhấn bỏ ghi, nhấn xóa trước rồi các bạn mới sửa lại được các thông tin. Toàn bộ các dữ liệu trên phần mềm thì các bạn phải nhớ các bước thứ tự hạch toán như thế nào. Và khi thực hiện sửa hoặc xóa thì các bạn sẽ phải làm ngược lại so với những bước mà các bạn đã làm. Ở công cụ và tài sản cố định thì chúng ta đều vào phân hệ mua hàng trước, sau đó mới vào phân hệ ghi tăng công cụ hoặc ghi tăng tài sản cố định, sau đó cuối tháng mới thực hiện phân bổ công cụ và trích khấu hao tài sản. Do đó khi thực hiện sửa lại những dữ liệu trong phân hệ ghi tăng thì các bạn phải nhớ vào phần phân bổ chi phí hoặc trích khấu hao tài sản cố định để nhấn bỏ ghi, nhấn xóa. Và lúc đó các bạn mới sửa lại được các thông tin. Và sửa lại xong thì các bạn phải nhớ thực hiện phân bổ lại để chúng ta đưa vào chi phí của từng tháng. Và để in được bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ để đối chiếu với dữ liệu trên giáo trình, các bạn sẽ chọn phân bổ, mở bảng tính phân bổ công cụ của tháng 1. Với bảng tính phân bổ này thì các bạn sẽ kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu. Trong đó, giá trị còn lại của công cụ dụng cụ sẽ được thể hiện vào bên nợ của tài khoản 242 khi lên bảng cân đối tài khoản của tháng 1 với số tiền là 132.714.443 đồng, và các bạn sẽ so với dữ liệu trên giáo trình. Nếu trong trường hợp không đúng thì chúng ta sẽ phải kiểm tra lại từng công cụ dụng cụ xem các bạn đã chọn đúng ngày ghi tăng, chọn đúng số kỳ phân bổ hay chưa. Nếu trong trường hợp sai thì các bạn phải nhớ vào phần phân bổ công cụ dụng cụ để nhấn bỏ ghi và nhấn xóa, rồi vào lại phân hệ ghi tăng để thực hiện sửa lại những thông tin mà các bạn đã điền sai và thực hiện phân bổ lại để đưa vào chi phí.